Ok, xin chào các bạn ha. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ trải tiếp tục năng lượng của tuần mới ha. Và cái tuần này thì mình sẽ làm luôn từ ngày 4 là ngày từ ngày 4 cho đến ngày 15 luôn các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ có 3 tụ bài ha, tượng trưng cho ba cái năng lượng. Rồi bạn hãy chọn cho mình đi, rồi mình sẽ bắt đầu trải cái tụ bài đầu tiên ha. Mình còn thiếu một số bạn những cái trải bài khác thì mình sẽ tiếp tục trải vào ngày mai ha, trải bài chung ha. Bắt đầu tuần sau mình sẽ bắt đầu từ ngày mai mình sẽ ra trải bài đều hơn, rồi nhiều hơn ha. Ok, bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 1 các bạn ha. Ok, tuần sau thì mình nghĩ rằng là trong cái câu chuyện tình cảm của bạn nó cũng có cái khúc mắc nào đó ở đây, nhưng mà có điều là bạn chấp nhận cái cuộc sống hạnh phúc riêng bản thân của mình, hoặc là bạn chấp nhận cái vấn đề là đi tìm giá trị riêng của bản thân mình ha. Mình cảm thấy là bạn có một cái nền tảng trong cuộc sống rất là tốt. Và về cái mặt tâm linh thì nếu như mà thực sự mà bạn vượt qua được cái sự tự ti bên trong của mình, sâu bên trong của mình, thì mọi thứ nó sẽ rất là tốt. Và tuần sau bạn sẽ có những cái điều gì đây? Tuần sau bạn sẽ có một số cái lời yêu cầu cam kết, yêu cầu hứa hẹn, một cái cuộc nói chuyện, hoặc là cái cuộc, những cái cuộc nói chuyện phím thôi ha. Nhưng mà mình nghĩ rằng là có thể rằng là đôi khi những cái vấn đề, những cái chuyện phím xung quanh cái cuộc sống của bạn á, nó tạo ra cho bạn nhiều cái sự ồn ào, nhưng mà cũng giải trí được một chút, nhưng mà đừng có để những cái điều đó làm bạn lo lắng vào cái tuần sau ha. Ở đây thì tuần sau bạn sẽ có những cái vấn đề về gia đình nó sẽ rất là tốt với bạn ở đây ha. Những cái điều gì mà bạn suy nghĩ mong muốn về gia đình ha, thậm chí rằng là nếu như bạn nào mà có một cái sự chia tay với cái người phối ngẫu của mình á, thì có thể rằng là cái tuần sau á, sẽ có cái tin tức từ cái người đó, hoặc là một cái cuộc nói chuyện phím từ cái người đó ha. Đối với bạn nào mà đang tương tác, đang quen ai á, thì có thể là khả năng là tuần sau cái người đó họ mang đến cho bạn một cái bất ngờ nho nhỏ về một cái món quà nào đó. Có thể là bạn sẽ nhận được lời xin lỗi từ người đó thì cũng sẽ là một cái sự bất ngờ hả. Thì tuần sau á, là năng lượng trong cái câu chuyện tình cảm của bạn á, là nó hơi nghiêm túc, nó hơi là bạn kiểu như là bạn nhẫn nại để mà mọi thứ trong cuộc sống của bạn nó vui vẻ hạnh phúc. Và có thể rằng là tuần sau bạn tiếp cận nhiều với những cái nguồn tri thức, cái học vấn, sự thành công về liên quan về học tập, liên quan về xử lý mọi việc từ cái trí thông minh của mình. Bạn có thể là sẽ rất là khéo léo vào cái tuần sau. Bạn sẽ có thể rất là tự do tự tại cho chính bản thân mình vào cái tuần sau đó. Hoặc là bạn tạm thời nghỉ ngơi, không có mang đến những cái việc cãi nhau vân vân trong cái tuần sau của bạn. Còn cái việc đó là người đó, đối phương, tình cảm đối phương xin lỗi bạn mà bạn có chịu hay không, thì đó là cái việc mà bạn suy xét. Nếu như có thể thì ở đây có thể là có một người mới đến với bạn, nhưng mà mình ở đây mình vẫn chưa thấy rõ. Thì đây là cái trải bài chung mà ha. Mình cảm thấy là tuần sau bạn cũng đang rất là cố gắng để làm việc. Còn cái mối quan hệ giữa bạn với cái đối phương của bạn thì mình thấy rằng là có thể giải quyết được hay không là một phần là do bản thân của bạn có chấp nhận người đó hay không nữa. Có thể là tuần sau có cái sự nói chuyện với nhau ha, có cái sự nói chuyện với nhau. Nhưng mà mình cảm thấy là bạn cũng là một người thành công về cái công việc vào tuần sau, và có cái giá trị của bản thân mình vào tuần sau ha. Cho nên là về những cái vấn đề nào mà còn mù mờ mập mờ mà chưa giải quyết được thì tuần sau sẽ giải quyết được, sẽ rõ ràng. Và rõ ràng đến cả những cái quan điểm, những cái tư tưởng, chứ không có bị cuốn vào những cái cảm xúc ha. Đơn thuần là những cái cảm xúc thì nó sẽ không bị cuốn vào. Và có thể rằng là bạn đơn thuần tự nhiên nhận được cái lời cầu hôn, lời hứa hẹn của ai đó, một cái tình cảm, điều gì đó nhẹ nhàng trong cái cuộc sống ha. Nhưng mà cái mối quan hệ tình cảm của bạn ở đây là mình nghĩ là nó bị vướng vào mối quan hệ ba người ở đây nha bạn nha. Cho nên là bạn giống như là tuần sau á, tuần sau là bạn phải cố gắng giữ lấy cái sự tích cực, sự
gọi là khách quan, gọi là bình thản sống với một cái năng lượng rất là bình thản. À, chuyện gì tới thì sẽ tới thôi. Đó là mình cảm thấy là như vậy. Đó thì ở đây là với cái năng lượng này thì mình thấy rằng là nó có sự may mắn về gia đình, may mắn về những cái điều khách quan. Còn cái năng lượng của chính bản thân của bạn á, thì bạn cũng đang đi tìm tìm cái nguồn tâm linh bên trong bản thân mình, tìm cái nguồn vui vẻ, cuộc sống hạnh phúc riêng của bản thân bạn. Đó, cảm thấy là bạn bạn chọn cái việc là ở với bản thân mình, tìm hiểu bản thân mình, vui vẻ với bản thân mình nhiều hơn là việc mà để tâm đến những cái bên ngoài nó tác động. Giống như là bạn không vì cái đối phương đó họ chia tay với bạn, hay là họ xin lỗi bạn, hay là họ làm cái gì cho bạn mà ảnh hưởng đến cái cuộc sống của bạn. Giống như người đó mang lại niềm vui thì bạn vui, người đó mang đi mang cái niềm vui đó khỏi bạn, đó mang cái sự bực dọc vô là bạn bực dọc, không phải vậy. Mà bạn 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 chọn cái việc là bạn trân trọng cái phần tâm linh, cái phần ẩn phía dưới của bạn nhiều ha. Đó là như vậy. Và bạn có một cái nguồn cố gắng xây dựng cái nền tảng của chính bản thân mình á, vào cái tuần sau á. Đó, nói chung thì cái tuần sau á, về cái mặt khách quan á, thì cái người khác họ sẽ làm nhiều thứ cho bạn, nhưng mà có chấp nhận hay không, hay là bạn còn chọn bản thân mình, hay là bạn còn muốn thêm thời gian cho bản thân của mình, hoặc là muốn chăm chút cho bản thân mình nhiều hơn ha. Đó là chuyện của bạn đó ha. Rồi mình sẽ kết thúc cái tụ bài số 1 ở đây ha. Bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 2 nha. Tụ bài số 2 là 6 phút 45 nha bạn nha. Ở cái tụ bài số 2 này á, thì một cái nguồn năng lượng về việc là bạn tức tối, hoặc là bạn nóng giận trong người, nhưng mà bạn không giải phóng được cái cảm xúc đó thông qua cái lời nói, mà có thể rằng là bạn bị cái cảm xúc nó hành, bạn bị yêu thương nhưng mà tình cảm nó lại không có được thoải mái, mà nó trở nên là ghen tuông hoặc là khó chịu. Nói chung là có thể cái tình cảm nó đốt cháy bạn trong cái câu chuyện của bạn, mặc dù đó là một cái tình cảm mà nó là true love, là tình yêu chân thật gì đó, nhưng có thể bạn bị kẹp giữa hai người nam nữa chẳng hạn như vậy ha. Và cái tình cảm này nó có liên quan đến bạn bè ha. Và mình cảm thấy là ở cái năng lượng này á, ở cái năng lượng này á, thì á, cái mối quan hệ bị chi phối bởi mối quan hệ ba người nè, nhưng mà rất là vui là bởi vì cái người đó họ còn yêu bạn. I love you when you are yourself. Và cái năng lượng của cái trải bài này là có một cái cơ hội để khởi đầu lại trong cái câu chuyện tình cảm này nha. Giống kiểu như là không có rõ ràng về cái việc là muốn quay lại, nhưng mà kiểu là tiếp cận, là gần, làm bạn thân, hoặc là như thế nào đó để bắt đầu lại một cái câu chuyện của hai người. Đó, thì ở đây là nó có một cái điểm nhấn là như vậy. Ngoài ra thì ở đây mình còn thấy được là tuần sau á, bạn có thể có rất nhiều cái lựa chọn, thậm chí là có cái vấn đề về một cái công việc đến với bạn, hoặc là có một cái sự may mắn về công việc, hoặc là có một cái nguồn cảm hứng nào đó mà bạn cảm thấy là rất là vui, với lại cái rất là vui, rất là hứng thú, rất là hào hứng với một cái khía cạnh nào đó, một cái sự thú vị nào đó mà bạn tìm được trong cái cuộc sống, làm cho cái cuộc sống của bạn bớt tẻ nhạt, hoặc là làm cho cái cuộc sống của bạn đó cảm thấy là nó vui hơn, cảm thấy là nó thú vị hơn ha. Thì là như vậy. Ngoài ra thì cái câu chuyện tình cảm của bạn trong cái tuần sau á, cái người đó có thể là họ sẽ liên lạc lại với bạn, họ sẽ giống như mình gọi là họ quay về đi ha, họ quay về với bạn. Nhưng mà còn cái vấn đề là họ quay về như thế nào, hoặc là họ bạn bạn như thế nào đối với cái người này, thì đây là tại vì đây là trải bài chung bạn ha, cho nên là bạn phải có cái sự hành xử cho nó vừa vặn và đúng đắn với cái câu chuyện của bạn. Nhưng mà cái tuần sau á, thì có khả năng rất nhiều bạn có thể là sẽ tìm được những cái kiến thức, những cái bài học từ từ bạn bè, từ đồng nghiệp, từ công cộng, từ những cái lớp học, hoặc là đi ra bên ngoài, hoặc là trao đổi giao tiếp du ngoạn bên ngoài. Hoặc là lấy kiến thức từ những cái cuộc nói chuyện, thông qua những cái thông tin từ bạn bè vân vân. Hoặc là bạn sẽ nhận được rất là nhiều cái nguồn liên quan đến cái việc đó, liên quan đến cái việc là người ta thông tin đến cho bạn, từ cái việc là bạn bước ra ngoài, bạn gặp người này người nọ người kia, hoặc là bạn đi ra ngoài đường. Nói chung là ở một cái mức độ là bạn có cái sự được
được người khác mang đến nhiều cái thông tin, nhiều cái tin tức, nhiều cái bí mật, nhiều cái câu chuyện vân vân đó, hoặc thậm chí là người ta giới thiệu công việc cho bạn, hoặc là có cái sự open nào đó trong cái cuộc sống của bạn vào cái tuần sau là như vậy. Và chẳng những như vậy thì là bạn có cái niềm vui với lại người bạn của bạn, người bạn thân, người bạn nào đó của bạn. Nhưng mà cái năng lượng của bạn á, ngoài cái việc tình cảm đang đau khổ, đang kiểu là bị đau lòng, đang kiểu là bị yêu, nhưng mà cái năng lượng nó rất là kiểm soát, nó rất là kiểu như là mình ghen tuông, hoặc là mình khó chịu, hoặc là mình không nói được những gì mà mình muốn nói đó. Thì ngoài cái năng lượng đó nó đang thao túng bạn, thì tuần sau á, cái câu chuyện tình cảm riêng của bạn với lại cái đối phương mà bạn đang chờ đợi á, đó là có cái bước tiến, là cái người đó có thể là quay lại, hoặc là mọi thứ nó có cái sự may mắn trong cái mối quan hệ tình cảm với cái người đó. Rồi, nhưng mà nhìn chung thì cái tình cảm của bạn á, là vẫn là việc là bạn vẫn còn có một số cái vấn đề phải giải quyết ha, về vấn đề lời nói, về vấn đề quá kiểm soát trong cái tình cảm khi yêu một ai đó vân vân. Đó, phải thả lỏng ra, hoặc là bạn có nhiều cái mối quan hệ, nghĩa là cũng nhiều người thích bạn, cũng nhiều người làm bạn với bạn, thì lấy cái năng lượng đó, nhiều người người ta yêu thích mình hoặc là người ta vui vẻ với mình, thì mình lấy cái năng lượng đó mình kết bạn, mình để mình xả stress, để mà mình nói chuyện mình vui vẻ. Chứ mà nếu như mà mình cứ ở trong những cái mây mù, những cái vấn đề mà nó không rõ mà mình cứ suy nghĩ tới lui, hoặc là không lựa chọn được trong quá nhiều những cái option, những cái lựa chọn, thì cũng phải ngừng ở đó, cũng phải tạm thời để cho nó lắng xuống, để cho mình vui vẻ trở lại, thì mình lựa chọn nó sẽ đúng đắn hơn là cái lúc mà tâm trạng mình không tốt. Rồi, ok, mình sẽ kết thúc cái trả bài của cái tụ 2 ở đây ha bạn ha. Bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 3. Đó là 12 phút nha bạn nha. Ok, ở trong cái tụ bài này á, thì mình thấy được là cái năng lượng I miss you, cái năng lượng nhung nhớ, yêu thương ai đó dành cho bạn, trong khi bạn cảm thấy là bạn không có muốn nghe người đó giải thích, hoặc là bạn có giá trị của bản thân bạn, bạn không có cần phải bạn có giá trị của bản thân bạn, bạn không có muốn đôi co vân vân, và bạn đang tập trung vào cái tình yêu của bạn. Nói chung là bạn không thiếu tình yêu cho bản thân mình, hoặc là không thiếu cái sự bình yên cho bản thân mình. Ở đây thì thấy là có những cái việc là thiếu cái cơ hội để share những cái tình cảm, những cái feeling, cũng như là thiếu cái sự lắng nghe nè, thiếu cái sự lắng nghe đối với một cái đối phương của bạn ha. Thì cái việc mà thiếu sự lắng nghe nó làm cho cái mối quan hệ này nó bị vô vọng đó, mọi thứ nó sẽ không trở nên tốt đẹp được khi mà bạn không chịu lắng nghe, hoặc là không có chịu ngồi xuống giải quyết một cách rõ ràng. Thậm chí thì cái năng lượng này có thể là đổi chiều năng lượng ha, cho nên là bạn phải xem thử coi là mình ở cái khía cạnh, ở cái bên nào ha bạn ha. Ở đây thì mình thấy cái tuần này á, nếu như mà bạn đang mắc kẹt thì có khả năng là gặp cái may mắn vào trong cái tuần này. Ở trong cái câu chuyện công việc, ở đây bạn sẽ có cái sự chăm chỉ làm việc và có được cái thành tựu nhất định, có được cái sự thành công nhất định ha. Về cái câu chuyện tình cảm của bạn thì cái đối phương của bạn họ vẫn đang ngắt kết nối với bạn, và họ vẫn đang sống cái cuộc sống vui vẻ của họ. Còn cái câu chuyện tình cảm thì bạn gặp được một cái người soulmate ha, chia sẻ vui vẻ trong cái cuộc sống của bạn, để mà nói chuyện, để mà kiểu là tương tác với nhau, để cho có một cái người mà gọi là chia sẻ, trao đổi, để mà có nhiều cái sự may mắn đến từ những người bạn ha, thì gọi là như vậy. Nhưng mà cái việc trong cái cuộc sống của bạn tuần sau á, nó hơi rối ren về việc là rất dễ bị thị phi, rất dễ bị nói xấu sau lưng. Nói chung là một cái giai đoạn mà cũng khó sống, một cái giai đoạn mà cái niềm tin trong bản thân của mình nó cũng đang bị lu mờ, nó đang bị che mờ bởi, nói chung là những cái may mắn, sự vui vẻ, những cái hạnh phúc nhỏ hay là những cái cơ hội đó trong cái cuộc sống của bạn á, nó cũng hơi bị che đi bởi cái
cái mây mù, những cái sự sự bỏ mình bị bỏ lỡ điều đó, mình bị nhầm lẫn điều đó, nhưng mà cuộc sống của mình vẫn vẫn không thiếu những cái niềm vui đâu nha bạn, đừng bạn hãy yên tâm. Và cái tuần sau á, thật ra nó cũng buộc bạn phải nhìn cuộc sống ở một cái con mắt khác, bạn phải nhìn cuộc sống ở một cái tầng tri thức cao hơn về cái mặt tâm linh, về cái mặt hiểu thấu lòng người, về cái sự trực giác, về cái sự cảm nhận được mọi thứ nó thật sự như thế nào, họ có nói thật hay không. Cái đó khác với sự đa nghi nha bạn nha. Đó, cái sự đa nghi đó là bạn, người ta nói bạn không tin, nhưng mà cái việc là cái trực giác của bạn khi mà nó lên tiếng á, thì người ta nói thật hay không thật á, thật ra là bạn nhận ra được, nhưng mà bạn giống như bạn bấm next nó, bạn bỏ qua, bạn tự huyễn hoặc bạn không chấp nhận, đôi khi là như vậy. Cho nên mình muốn bạn hãy giống như là một người chiến binh, hãy tiến về phía trước, cho dù là có những cái sự gọi là bất đồng quan điểm, hoặc là người ta có nói xấu sau lưng bạn, bạn cứ vẫn vẫn chèo mát mái mà đi về phía trước giùm mình ha. Tại vì mình thấy là bạn sẽ thành công chứ bạn không có thất bại, nên là bạn không cần phải lo lắng. Đó, còn về cái vấn đề tình cảm á, thì hai người ngắt kết nối thì có vẻ như là cái đối phương của bạn họ khá là, họ có một cái sự khởi đầu mới, hoặc họ mở một cái cánh cửa mới. Ok, để mình xem. Nói chung là cái tình cảm của bạn á, cái mối quan hệ tình cảm của bạn mình vẫn thấy là cái tình yêu, nhưng mà ở đây là nó chưa được hoàn toàn giải phóng á bạn ha. The lover trong cái câu chuyện tình cảm của bạn là ở đây đó, và I miss you nè, nhưng mà nó còn phụ thuộc vào cái việc là bạn với cái người này có xác định rõ được những cái điều sắp tới mà mình cùng tiến bước hay không, hay là bạn với cái người này vẫn còn quá nhiều thứ ám ảnh, quá nhiều thứ sợ sệt, quá nhiều thứ không tin tưởng, quá nhiều thứ gây cái sự đau lòng và nặng nề đó. Nhưng mà mình cảm thấy rằng là riêng về cái năng lượng của bạn á, thì mình vẫn cho rằng là cái năng lượng này là tốt, năng lượng của bạn là tốt, chứ không có phải là đau lòng quỵ lụy hoặc là này nọ kia. Bạn vẫn có một cái giá trị riêng của mình ha, bạn vẫn có một cái giá trị riêng, bạn vẫn là một người mà khi người đó nhìn vô, bạn được nhiều người yêu thích và họ phải là cái người giữ bạn đó. Mình chỉ muốn là bạn trải qua được cái giai đoạn này với một cách bình tĩnh, thì bạn sẽ lấy lại được cái sự may mắn, là sau cái mây mù che lối là bạn sẽ lấy lại được cái sự may mắn và những cái cơ hội của bạn. Trước tiên là về cái công việc, là mình thấy trong cái thời gian mình coi tuần sau là ok với bạn. Chỉ có điều về cái tình cảm là nó còn thiếu cái lòng tin. Nếu bạn muốn thì bạn phải thật sự lắng nghe, chia sẻ, giải quyết triệt để ha. Và tuần sau thì bạn cũng có nhiều cái sự kết nối với tâm linh, kết nối để mà mở cái luân xa, mở cái tâm linh nha bạn nha. Ok, mình sẽ kết thúc cái trả bài này đây ha. Các bạn xin trả bài riêng inbox Facebook cho mình ha. Hẹn gặp lại các bạn ở trả bài sau nha.